Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Đương kim Chủ tịch nước Tô Lâm, kẻ bẻ cong luật lệ và vi phạm nhân quyền. Ngày 22 tháng 6, VOA tiếng Việt cho hay, hai nhà quan sát Mỹ cảnh báo về sự thăng tiến của ông Tô Lâm, đương kim Chủ tịch Việt Nam. VOA cho biết diễn đàn về Đông Á East Asian Forum có trụ sở ở Úc đăng bài bình luận với nhan đề Sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam của tác giả David Brown. Hôm 21 tháng 6, theo VOA, ông Brown, cựu nhà ngoại giao Mỹ với bề dày kinh nghiệm về Đông Nam Á và đặc biệt là về Việt Nam, viết rằng Tổng Trọng đã nắm 3 nhiệm kỳ, điều chưa từng có tiền lệ và nhiều khả năng sẽ nghỉ hưu tại Đại hội 14 vào đầu năm 2026. Dấu ấn của ông Trọng là công cuộc chống tham nhũng còn gọi là đốt lò, trong đó 17.000 trường hợp cán bộ, đảng viên tham nhũng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn đã bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2022. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn nhận định của ông Brown, theo đó chiến dịch này đã bị cấp dưới của ông Trọng là ông Lâm, trước đây là Bộ trưởng Công an và nay là Chủ tịch nước, biến thành một thứ vũ khí và bẻ cong luật lệ để tiêu diệt các đối thủ, dường như là để phục vụ cho mục tiêu ông Lâm sẽ kế nhiệm ông Trọng. Nhà bình luận David Brown viết rằng, ông Trọng đang gặp khó khăn trong việc tìm ra người kế nhiệm xứng đáng. Giờ đây, sự chú ý dồn vào ông Tô Lâm, từng là Bộ trưởng Công an từ năm 2016, người đã và đang hưởng lợi từ việc các đối thủ bị loại bỏ trong cuộc đua đến chức vụ lãnh đạo đảng. Dưới góc nhìn của mình, ông Brown cho rằng, ông Lâm có đặc quyền tiếp cận với các hồ sơ mà công an các cấp thu thập về tội lỗi, khuyết điểm của các quan chức, từ đó làm cho các đối thủ phải bỏ cuộc. Mặc dù vậy, theo quan sát của ông Brown, vẫn còn một người có thể cạnh tranh với ông Tô Lâm, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một người khác cũng có khả năng xa xôi sẽ trở thành đối thủ của ông Lâm là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư. Ông Brown nhận xét, hiển nhiên, phần lớn tình hình tùy thuộc vào việc liệu ông Lâm có tiếp tục chỉ huy được sự trung thành của các quan chức cấp cao trong Bộ Công an cho đến Đại hội Đảng 14 vào tháng 1 năm 2026 hay không. Hồi đầu tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an thay cho ông Tô Lâm. Ông Quang từng là thứ trưởng dưới quyền của ông Lâm ở bộ này kể từ năm 2019. Việc ông Quang thăng chức được xem là bảo đảm cho ông Lâm có sự ảnh hưởng đối với bộ, nơi ông lãnh đạo lâu năm, ông David Brown bình luận. Hình ảnh đương kim Chủ tịch nước Việt Nam Đại tướng Công an Tô Lâm. Ông Brown nhận định, ông Tô Lâm đã loại bỏ các đối thủ bằng bộ máy an ninh trong tay, cộng với việc thăng tiến lên chức Chủ tịch nước, đặt ông ấy vào một vị trí vững chắc trong cuộc đua đến chức lãnh đạo đảng. Và kết luận, có thể là ông Nguyễn Phú Trọng chưa có được người kế nhiệm chính thức, nhưng không thể phủ nhận tham vọng của ông Tô Lâm. Ở một góc nhìn khác, VOA cũng cho biết bà Elaine Pearson, giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, đăng bài trên trang tin tức Al Jazeera hôm 19 tháng 6 cho rằng việc thăng tiến của ông Tô Lâm là chỉ dấu xấu về nạn trấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động về việc chính quyền không dung thứ những lời chỉ trích và thù địch với các quyền dân sự chính trị cơ bản. Vẫn theo VOA, bà Pearson điểm lại chuỗi các vụ bắt bớ, trấn áp, sách nhiễu hàng loạt các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhà báo tự do, luật sư và các nhân vật đối lập trong nhiều năm, trải dài từ năm 2016 đến gần đây, khi ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an. VOA dẫn bà Pearson viết rằng, dưới thời của ông Lâm, cơ quan an ninh đầy quyền lực của Việt Nam đã gần như xóa sổ phong trào nhân quyền non trẻ của đất nước. Các nhân viên an ninh đã bắt giữ hầu như tất cả những ai cố gắng thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Bà Pearson nhắn nhủ, giờ đây ở cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Lâm sẽ phải tiếp nhiều phái đoàn quốc tế trong các dịp nghi lễ chính thức và đàm phán ngoại giao. Khi họ bắt tay ông ấy, những nhà ngoại giao chớ có quên rằng, trên con đường đi lên nắm quyền, ông ấy đã để lại phía sau rất nhiều sự tàn phá và tất cả những tổn hại mà ông ấy đã gây ra đối với nhân quyền ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đương kim Chủ tịch nước Tô Lâm, kẻ bẻ cong luật lệ và vi phạm nhân quyền. Sau khi làm việc với chính quyền về clip vong nhập, Chùa Ba Vàng dừng khóa tu mùa hè. Ngày 21 tháng 6, AFA tiếng Việt loan tin,
Chùa Ba Vàng dừng khóa tu mùa hè năm 2024 sau clip vong nhập gây xôn xao dư luận. Theo đó, Chùa Ba Vàng đã ra thông báo trên website chính thức tạm hoãn tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2024 mà phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký cho đến khi có thông báo mới. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho biết đại diện Chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được truyền thông nhà nước hôm 21 tháng 6 dẫn lời cho biết lý do tạm hoãn khóa tu mùa hè vì nhà chùa bận một số Phật sự quan trọng trong mùa an cư kiết hạ. Khóa tu mùa hè đợt 1 tại Chùa Ba Vàng đã kết thúc vào ngày 19 tháng 6 với số lượng khóa sinh tham gia gần 6.000 người, kéo dài trong 7 ngày từ ngày 13 tháng 6. Theo AFA, khóa tu đợt 1 đã được chính quyền thành phố Uông Bí chấp thuận sau hai đợt kiểm tra cơ sở vật chất cũng như các quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, môi trường và an ninh trật tự tại ngôi chùa này. Ngoài ra, sau hai lần kiểm tra và có ý kiến ngày 12 tháng 6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng ra văn bản số 63 chấp thuận cho Chùa Ba Vàng tổ chức 3 khóa tu với các chủ đề, nội dung, thời gian dự kiến, địa điểm, số lượng và độ tuổi khóa sinh tham dự như kế hoạch Chùa Ba Vàng đã gửi trước đó. Cô gái được cho là bị vong nhập tại Chùa Ba Vàng. Tuy vậy, AFA cũng cho biết mới đây, trên một số trang mạng xã hội đăng tải một clip được cho là của khóa tu mùa hè này tại Chùa Ba Vàng, có xuất hiện một cô gái với những biểu hiện như co giật, choáng váng, không kiểm soát được cơ thể do vong nhập khi trụ trì Chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh đang giảng về Đạo Phật. Nhà chùa giải thích về sự việc trên cho rằng do nghiệp từ kiếp trước, video này cũng được nhiều người chia sẻ và bình luận đồng thời không đồng tình với cách giải thích của nhà chùa, gây hoang mang, lo lắng. Vẫn theo AFA, chính quyền thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 18 tháng 6 đã có buổi làm việc với trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh. Tại đây, trụ trì Chùa Ba Vàng khẳng định đoạn clip trên không phải là clip của khóa tu mùa hè khóa 1 năm 2024 mà Chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội. Ngày 20 tháng 6, một bản tin trên AFA cho hay chính quyền tỉnh Quảng Ninh đề nghị làm rõ clip cô gái bị vong nhập trong khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng. Theo đó, lãnh đạo thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì Chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi về clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi cảnh cô gái bị vong nhập. Theo đó, lãnh đạo thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì Chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi về clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi cảnh cô gái bị vong nhập trong khóa tu mùa hè diễn ra tại chùa gây xôn xao dư luận. Hình ảnh một sinh hoạt tập thể trong khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng. Bản tin cũng cho hay, lãnh đạo thành phố này cũng chỉ đạo các ban ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, đặc biệt là trong thời gian Chùa Ba Vàng tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2024. AFA tiếp tục cho biết, các phòng chức năng của thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì Chùa Ba Vàng báo cáo về các nội dung liên quan sau khi kết thúc khóa tu thứ nhất, gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Uông Bí, cùng các clip ghi lại các nội dung đã thuyết giảng tại khóa tu mùa hè khóa 1 năm 2024. Đồng thời, đề nghị Chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo thông bạch số 95 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. AFA nhắc lại vụ tai tiếng do trưng bày xá lợi tóc Đức Phật của trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh vào cuối năm ngoái. Vụ việc này đã đem về cho Chùa Ba Vàng hàng chục tỷ đồng, nhưng cũng khiến cho sư Thái Minh bị Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời bị Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí phạt 7,5 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin sau khi làm việc với chính quyền về clip vong nhập, Chùa Ba Vàng dừng khóa tu mùa hè. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d